Đài truyền hình Indonesia tuyên bố căm thù bóng đá Thái Lan, người hâm mộ nước nhà điên cuồng, náo loạn chửi bới khắp Đông Nam Á khiếp sợ. Những ngày qua, báo chí Thái Lan và Indo ngày một căng thẳng với những cuộc bút chiến sau trận chung kết bóng đá Nam SEA Games 32. Một nhà báo Thái Lan có tên tài khoản là Thalau đã tung ra bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Về phía Indo thì mới là đội khơi máu trước. Theo nhà báo này, một cầu thủ của Indonesia chạy ngang khu vực kỹ thuật của Thái Lan ăn mừng để khiêu khích khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội bóng xứ Vạn Đảo. Lúc đó, các thành viên của đội tuyển Indo đã hiểu lầm hồi còi của trọng tài và cho rằng trận đấu kết thúc. Diễn biến xảy ra trước khi mà Burapha ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan. Theo trình tự miêu tả của nhà báo Thái Lan, cầu thủ Indo là người khiêu khích đầu tiên khi tỷ số đang là 2-1. Và sau đó đến lượt thành viên của đội tuyển U22 Thái Lan chạy sang khu vực kỹ thuật của Indo ăn mừng theo kiểu trả đũa. Sau đó Indo nâng tỷ số lên 3-2, phía Indo lại lao sang khu vực kỹ thuật của Thái Lan đáp trả trước khi đôi bên lao vào đánh nhau. Trong khi đó, phía Indo lại một mực khẳng định Thái Lan chưa xấu họ. Theo vị huấn luyện viên Indora của Indonesia phát biểu thì bên Thái Lan là người đã khơi mào. Ông cho biết, ở thời điểm Thái Lan ghi bàn gỡ hòa 2-2 cuối hiệp 2, một thành viên của Thái Lan từ khu vực kỹ thuật của đội này đã lao sang khu vực kỹ thuật của Indo ăn mừng. Đó là một kiểu khiêu khích khiến cho mọi việc mất kiểm soát. Sau đó chúng tôi ghi bàn nâng tỷ số 3-2, một số thành viên của chúng tôi đã làm điều tương tự. Mọi việc thật điên rồ theo chiều hướng không thể lý giải, nhưng Thái Lan là bên khơi mào. Ông Indora nói thêm, không chỉ có vị huấn luyện viên Indo, chủ tịch của nước này cũng đã lên tiếng tấn công Thái Lan sau vụ việc. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Erick Thohir tuyên bố Thái Lan muốn bôi bẩn chức vô địch SEA Games của Indo. Ông nhấn mạnh rằng Thái Lan muốn bóng đá Indo tiếp tục làm mất uy tín. Vì vậy, Indo sẽ làm tới cùng để có thể lấy lại danh dự sau vụ việc này. Trước lời tuyên bố của Chủ tịch bóng đá nước nhà, người hâm mộ Indo đã bị tẩy não. Họ điên cuồng tấn công các tờ báo cũng như là trên các lãnh đạo cũng như là cầu thủ Thái Lan. Khắp các mặt báo Đông Nam Á, đầu cũng thấy những bình luận chửi bới và sỉ nhục Thái Lan của những người Indo. Thậm tệ hơn, họ đã tìm ra được những trang mạng xã hội cá nhân của các vị lãnh đạo bóng đá Thái Lan và đặc biệt là cầu thủ Thái. Tiền đạo Anan thậm chí còn bị chính khán giả Indo hack mất Facebook và phải lên YouTube cầu xin người hâm mộ Thái Lan giúp đỡ lấy lại tài khoản. Cuộc chiến giữa hai bên vẫn đang diễn ra hết sức nảy lửa và lãnh đạo truyền thông các nước thì vẫn đang cố gắng để làm dịu. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là dù có chém nhau như thế nào thì cả Thái Lan và Indo không có ai giành chiến thắng. Cả hai sẽ phải đón nhận những án phạt cực kỳ nặng của FIFA. Người phát ngôn của AFC khẳng định AFC thất vọng vì sự hỗn loạn tại trận chung kết SEA Games. AFC nhấn mạnh tầm quan trọng của lối chơi đẹp mắt, công bằng, sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần thể thao. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho tất cả các hành vi bạo lực. Thông điệp từ AFC rất rõ ràng, Indo và Thái Lan sẽ phải nhận những án phạt nặng nề, án phạt tiền, cấm thi đấu. Tại SEA Games 30 ở Philippines, Park Hang-seo đã có những lời lẽ không hay với trọng tài. Dù vấn đề không nghiêm trọng như màn xô xát vừa qua, song ông vẫn phải nhận án kỷ luật. Do vậy, trước cuộc bạo loạn ở Indo, Thái Lan, AFC sẽ không thể ngồi yên. Trong khi đó, vị chủ tịch FIFA đã bày tỏ sự thất vọng. Bóng đá Đông Nam Á có tiềm năng phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, tuy nhiên nó kìm hãm bởi bạo lực và những vấn đề xã hội khác. Sự cố diễn ra tối ngày 16 tháng 5 trên sân Olympic thật sự đáng tiếc. Nếu đó là một cuộc bạo loạn giữa các cầu thủ trẻ thì sẽ khác. Tuy nhiên, đó lại là một cuộc hỗn chiến có cả quan chức. Những hình ảnh trong trận chung kết đã phát đi hình ảnh tiêu cực từ bóng đá. Và tôi yêu cầu hàng loạt các sự cố ở bóng đá Đông Nam Á, các nhà quản lý AFC, AFF và các liên đoàn bóng đá phải xử tay mạnh mẽ. Chủ tịch FIFA đã cho biết, những lời khẳng định từ FIFA và AFC đã chắc chắn rằng Thái Lan và Indo sẽ nhận án phạt cực kỳ nặng trong hành vi này. Trở lại với tin tức của ông Jose cùng với cầu thủ Việt Nam, sau khi SEA Games kết thúc, ông thầy người Pháp thì cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Việt Nam sẽ khép lại SEA Games với nhiều ý kiến trái chiều. Nhìn về mặt thành tích thì đó là thất bại, nhưng nhìn toàn cảnh thực tế thì tấm huy chương đồng cũng đã phản ánh đúng thực lực của Việt Nam. Đây là lứa được đánh giá không tinh nhuệ như đội U22, U23 giữa thời ông Park. Những cầu thủ sẽ cần có thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Troussier sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn về nhân sự. Cho những nhân tố chủ chốt đã khẳng định dưới thương hiệu của ông Park, sẽ có những nhân tố mới được ông trao thêm và phát hiện ra. Có trong tay được những cầu thủ mạnh, ông sẽ bắt đầu triển khai lối chơi triết lý của mình. Để thực hiện đội hình như mong muốn, ông sẽ cần có thêm những thời gian để có thể dự khán đài các trận đấu ở V-League. Thực tế tại SEA Games 32 có nhiều cầu thủ trẻ mà ông Troussier vẫn còn chỉ dạng tiềm năng. Đây là điều khác biệt so với ông Park khi mà có nhiều cầu thủ U23 có thể làm trụ cột ở đội tuyển Việt Nam. Ở đội tuyển quốc gia thì ông Troussier sẽ có nhiều phương án, nhưng vấn đề ở đây là ông nâng tầm đội tuyển ra sao. Trong một cuộc trò chuyện với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người viết đã từng đưa ra quan điểm ủng hộ chiến lược cử đội U20 tham dự ASEAN 19. Điều này giúp cho các cầu thủ có cơ hội tích lũy, cọ sát. Đó là điều cần thiết để nâng tầm đội tuyển trong tương lai, cụ thể là hướng tới World Cup 2026. Câu chuyện Indo ở SEA Games là một ví dụ. Bóng đá Indo đã chuẩn bị cho sân chơi U20 World Cup, giải đấu sau đó họ bị tước quyền đờ cay, nhưng đó cũng là lứa cầu thủ có nhiều trụ cột ở có mặt đội tuyển quốc gia. Chính vì thế mà kinh nghiệm của các cầu thủ đã vượt trội. Sau đây, ông Jose sẽ bắt tay vào đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới giải gần nhất là Asian Cup 2023, xa hơn là vòng loại World Cup 2026, Asian Cup 2027. Ở vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng D gồm các tuyển thủ Nhật Bản, Iraq, Indo. Đội tuyển Indo là một đối thủ khá quen với Việt Nam, Nhật Bản là một đội bóng đáng gờm. Những đối thủ sẽ để cho ông Jose có thể bị so sánh với các trận đấu giữa thời của ông Park. Trong thông tin từ VFF được chuẩn bị cho trận đấu nói trên, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 7 tháng 6 sau khi mà vòng thứ 11 V-League kết thúc. Thời gian của các trận đấu V-League, huấn luyện viên Troussier và các cộng sự sẽ chia nhau tới sân để theo dõi. Theo lịch 2023, ngoài các trận giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Day vào tháng 6, tháng 9, tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận ở vòng loại World Cup 2026, Asian Cup 2027, lần lượt vào ngày 13 tháng 11 và 21 tháng 11. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam được xác định sau khi có kết quả bốc thăm tháng 7 sắp tới. Với ông Troussier, bây giờ công việc ở đội tuyển quốc gia mới thật sự bắt đầu.